Chào các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ dùng hết sức mình. Mình sẽ dùng để đói bụng á. Mình sẽ ăn hết cái gỗ hạnh này nha. Ở trong Nam thì mình gọi là hạnh. Còn nhiều vùng khác người ta gọi là tắc gì quất, trái quất gì đó, trái tắc gì đó. Nhưng để nói về cái trái này thôi. Cái hạnh mà Tết thường người ta chưng rồi nè, làm kiển, làm mứt, làm các cái nước hạnh này chua, rất là chua ha. Có thể dùng để uống, làm nước uống, làm uống uống chung uống với đá nghe. Đây là trái hạnh. Đây hôm nay là một gỗ hạnh này ha. Gỗ hạnh rất là bự nha các bạn. Rất là nhiều. Mình sẽ dùng hết sức lực mình ăn hết gỗ hạnh này nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành ăn hết gỗ hạnh này. Chua, chua, này chỉ có mấy, chua nó có bột chua, này 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 chua nó có bột chua
Sự là nãy giờ mình ăn cũng nhiều hả các bạn, là cái gỗ hạnh nó giật được một miếng à các bạn ơi. Mình ăn tầm 20-30 trái gì vậy, 20-30 trái gì vậy. Quá chua rồi, hạnh quá chua rồi. Cái này chỉ có mấy cô nào có bộ một cửa ăn thèm chua đó, ăn nói nha, quá chua rồi. Quá chua rồi bạn, rất là chua nha. Chua. Nhả xác kìa ha các bạn. Này rất là chua hả bạn. Ăn chấm muối thì đỡ hơn. Đỡ nhưng mà nó cũng rất là chua. Mình không thể nào ăn ăn hết cái gỗ hành này được. Chỉ ăn tầm 30 trái à. Hết nổi à. Rất là chua các bạn. Chua. Này chỉ có heo mới ăn hết nổi cái gạo gỗ này. Chứ người ta đâu ăn nổi đâu. Có mấy bà bầu rồi á. Ăn hết cái gỗ này chắc ăn mình đảm bảo luôn. Quá ư chua. Trái gì đâu mà chua dữ. Này phải ngọt sao ăn cho ngon. Chua lè chua lét. Kỳ cục. Ăn gì đó. Này trái gì sao chua vậy. Trái bất hạnh đó chứ trái hạnh. Sao tự nhiên gọi nó trái hạnh. Quá chua. Chua. Ngon cục luôn á. Nãy giờ mình ăn à. Cái đống xác nó nằm bên đây. Nguyên một đống xác luôn. Đống vỏ. Còn cái này là mấy cái gỗ hạnh đây, mình ăn còn nhiêu đây, không thể nào ăn nổi nha các bạn. Không thể nào ăn nổi. Thật sự nãy giờ mình ăn cũng tầm cỡ 30-40 trái gì đó. Nhưng mà chua quá, mình không thể nào ăn hết nổi cái gỗ hạnh này nha các bạn. Mình xin bỏ cuộc tại đây. Cái gỗ hạnh này rất là nhiều nha. Mình ăn mới tầm chưa 30-40 trái thôi. Nhưng mà nó hết nổi rồi. Quá chua đi, nó quá chua đi. Chua là chúng ta bị chảy nước dãi luôn á. Cồn cào lắm nha. Các bạn nào có nên thử thì thử 1-2 trái hay là ăn thử một gỗ này như thế nào ha. Chứ mình thì thôi mình bỏ cuộc rồi. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha. Trên đăng ký phía dưới nha. Ủng hộ kênh nha. Rồi nhớ tặng mình một cái subscribe nha. Cảm ơn các bạn. Rồi bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở video lần sau. Bye bye.